ơi, con lo quá tía. Hôm nay tụi nó hẹn tới đây á. Vậy bây giờ mình tính làm sao tía? Lát này tụi nó có tới. Bây ở trong nhà đi, đừng có đi ra. Còn con, mày cứ canh chị hai mày đi. Dạ đúng rồi đó. Còn tía thì sao? Thôi để con ra chung với tía đi. Mày đừng có lo. Tụi nó, tía tự đối phó một mình. Tụi nó không có dám làm gì tía đâu. Ờ thôi, nhưng... con đi chung với bác Sáu. Dạ. Tôi nữa, tôi đi chung với anh. Còn con nhất quyết là ở trong nhà thôi. Vô mày. Con Xuân đâu? Con Xuân đâu? Sao đâu? Ê. Có ai không? Có ai không? Khoan cửa luôn. Oh my god. Cái gì Thu? Oh my god. Tới rồi. Mọi người cũng tới rồi. Vô đi. Nhanh lên. Vậy vậy vậy? Vô đi. Vô nhà, vô nhà. Đi đi. Có sao không? Chết rồi hay sao? Đi gì? Ông Sáu. Đi rồi. Con Xuân đâu rồi? Đi rồi. Cái gì vậy? Đến hẹn rồi, trả tiền đi. Đúng rồi. Nhà này không có tiền gì để trả hết trơn á. Trời đất ơi, nó chuyện ngang ngược. Ai? Ông giỡn mặt với tụi tôi hả? Ông có tin là tụi tôi phá banh cái nhà ông không? À, nhà này mày dễ phá lắm hả? Mày ngon mày vô phá đi. Nè, ông phải nhớ là còn có tôi đứng tại đây nghe. Ông chưa đi mưa, ông chưa biết lạnh phải không? Mày chưa thấy quan tài, mày chưa đổ lệ. Ai ra trời ơi. Anh làm gì vậy? Tôi chưa có làm. Ông nắm cái tay tôi mạnh vô chứ tôi chưa có làm gì trơn tội á. Đỡ ông lên đi. Anh nói anh rồi, đánh giỡn mồm thôi. Tự nhiên anh... anh đánh thiệt vậy? Anh hồi nào mày vậy đó? Vậy nè. Trời ơi, đứa mẹ là trời ơi. Trời ơi, đứa mẹ là trời ơi. Mọi người trật tự. Ông bị gãy tay rồi. Sao chú sao? Trời ơi. Sao không chú? Tôi là người đại diện chính quyền địa phương ở đây. Tôi nghe người dân báo có một nhóm người đến đây đập phá hành hung người. Bà, đây, ai hành hung? Thằng này nè. Nói đó. Vừa phải nghe, không ai vô đây đập phá hết trơn. Đập cái cây mà không đập phá hả? Tôi thấy cái cây tôi lụm lên chứ tôi không đập phá gì hết trơn, cái tội á. Đúng rồi, lụm lên thôi mà, đâu có ai đập đâu. Ờ, đúng rồi. Ai là người phá rối trật tự ngôi nhà này hả? Thằng này nè. Trời, chỉ tôi hoài vậy. Nguyên nhóm luôn. Không có đâu. Trật tự. Bây giờ tôi mời mấy cô mấy cậu về quỹ ban để tôi giải quyết hả? Chẳng mời chú Sáu với cô theo làm chứng rồi lấy lời khai luôn. Tôi xin lỗi chú, bây giờ nó bẻ tôi lọi tay hai ba chỗ mà. Bây giờ tôi đau quá, tôi đi không có được. Bây giờ cho bà này bà đi giùm tôi được không? Bị bà làm chứng từ đầu đến cuối. Trời ơi, bà chứng kiến hết rồi trời ơi. Dạ được, mời cô đi theo luôn. Cô đi với chị Thu. Nè, tôi mời mọi người đi hết đi. Hai đứa coi chăm sóc cho chú Sáu có bị sao không? Dạ, Sáu bị gãy tay. Con đưa chú Sáu vô bệnh viện nghe chú Sáu. Đừng đụng vô đau lắm bây giờ, đừng đụng vô đau lắm. Đi, đến từ từ. Con với dì đi nha dì. Đi được chứ sao? Báo lại á. Dạ. Đi. Trời ơi, tôi có làm gì đâu trời, ông này cũng giả bộ không á. Rồi mời mấy cậu anh cậu chúng ta đi. Mời đi liền. Tôi có làm đâu. Đi nhanh đi. Đi lẹ đi. Rồi mời lên ủy ban hết. Tôi đi nha anh Sáu. Bảo ơi. Trời ơi. Tía ơi, tía có sao không tía? Trời ơi, chở tía đi bệnh viện nha. Cô bác Sáu giùm nha. Anh đi với dì nha. Tía ơi, tía có sao không tía? Trời ơi, tía có sao không? Sao cha gì? Trời ơi, tí làm con hết hồn mà. Mày đừng có hết hồn. Cái chiêu đó là chiêu của tao mà. Trời ơi, xin lỗi mày. Xương này đâu phải xương bình thường. Trời ơi. Sao con nghe tí la dữ vậy? Ngu quá. Không có cái chiêu này sức mấy tống được tụi nó. Trời ơi, mày đầu ở trong mà non bộ chứ không phải là sạn nữa đâu. Vô nhà. Vô nghỉ phẻ mà. Không thôi nắng tiếc. Ủa là sao ta?